tâm nghĩa lan nọn sau thì gặp bàn gặp phương bị dầm tim người thương ta chung đường lan nọn bàn với phương ở lan nọn là người ơi anh nói rằng anh là người làm nọn rửa đi cho là người ơi nọn nay anh khâu chỉ đã lâu dọc ngang thượng người mọc khâu năm mở lần nghe chưa mọc khâu năm lần nọn anh mấy rồi mới từ lên anh vần thương rồi để ba vành theo lường lắm rồi mới từ nguyện đường long mà rồi mới từ nguyện trong mây ngầm rồi mới lá sẽ mãi là chẳng rồi mới đón ngã rồi cay nọn vành rồi mày đã ở thắng ngoài bao lá rồi mày đã ở thương em cò dù rồi mày lòng ở thương anh con nhà rồi mày thuyền ở thờ bên con nhà chỉ có loài nọn đi đồ chí mà đồ họ nó đi chắc có lẽ tá phải về tái đặng này này càng cầu ơi yên tâm đi để tớ này 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 em ơi nọn đồi trên đâu thì vừa bền vừa chắc mà nọn đồi đồi chí mà nọn đồi ngực vì vừa đẹp vừa xinh chứ phải mang lưng buộc nền nơ tình ngần ngơ ngơ ngần bảo trang tình sinh là người ơi nọn nay em nói em không hỏi đã có ai ơi
lâu. Nhưng mà vì Vì thằng cũ anh thiếu lòng đến phải dài dâu đến đây. Là người ơi vì nghe làm ruộng cuộc nương với nghề làm nòn thì em thương bên nào, em thương bên nào? Là người ơi em nhớ người cuộc nương, em thương anh làm nòn phần gái mà đau em biết cho ai ở đây. Bây giờ anh đòi em hay nhục vinh nghe lắm nòn để em đây tỏ tương nghe lắm nòn nàng không cao dựng vọt đâu. Quan vậy tan che xưa anh nói em nghe đến lấy trong làm nón, lấy anh nghe làm nón. Là người ơi chứ thương anh em cũng buồn thương, sợ răng gió hai vai nói cũng buồn hai vai gió thôi yêu chán quái trung thiên mô đường được mà nó trung thiên. Oh.
bàn tới đây ta chờ đâu tâm cấy chịu quả lợn đời chuồng áo cá sùi tắm trải bao nắng hạ mưa đông bao vất vả gian tuấn trước chồng cống vợ bàn tay ta làm nên tất cả bỏ giúp người soi đá cùng anh phương đất ẩn dầu tiêm nắng người dày công cũng rời bao năm trời em biết công anh nhọc hơn vất vả còn bận cho đất bản mà cho đời anh chẳng còn nắng nay cuộc đời đó ông cây đến mùa hải quả hơn bao nửa chính rơi thương anh chẳng nghĩ lời thương một đời lần đần mai em nói gì mà là vậy? Anh ơi! Anh ơi phong cao nông thôn nở mời đang kêu gọi mọi người tự ta để gái ở đây gọt đứng đúng tay xây dựng quê mình vì một ngày cái gì? Hiến đất làm đường ư? Không! Bao năm tôi vất vả nảy đến vụ đến mùa đang hứa hẹn ông nó giờ hiến đi sao được hiến đất làm sao được tôi đã quyết một lời trên đất hương
hòa. Bao đời chứ tôi và đâu tôi chịu, mà tôi và thằng này chịu. Anh Thành, anh ơi.